Vâng, shop em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến các bác anh em đam mê đến bẫy cút. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái lô lồng bẫy cút hàng mới về để phục vụ anh em trong cái mùa bẫy cút của năm 2022 anh em nhé. Như bác thấy trên hình đây thì các bác có thể lấy bẫy được con trường tràng nghịch hay là bẫy con cút, hàng đặt, hàng chất lượng, hàng đẹp các anh em nhé. Đấy, thì hôm nay số lượng lại tiếp tục về để phục vụ anh em. Các bác nào đang có nhu cầu tham khảo về lục bẫy cút, bẫy tràng nghịch thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng, hoặc là bên em sẽ tư vấn cho anh em. Đấy, thì hàng như bác thấy trên hình đây là cái lục bẫy cút hay là bẫy cút anh em nhá, bẫy cút, bẫy tràng nghịch hai mặt. Đấy, giá tiền thì tại thời điểm này là hơn 700.000 đồng. Đấy, bên em bao ship tận nhà rồi, nhận hàng kiểm tra thanh toán không nhá. Đấy, 100% là bằng inox hết. Đấy, và cái trên đỉnh này là cỏ nhân tạo nhá. Đấy. Đấy, khi các bác mua hàng thì bên em sẽ gửi hàng tận nhà, ship tận nơi, anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán anh em nhá. Đây là cái chỗ để con cửa ra vào, cửa để cho con mồi vào anh em nhé. Đấy, hàng này là hàng đặt luôn, lưới là lưới bên em là lưới đan tay. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy, mỗi một bên là 4 lò xo anh em nhé, 4 lò xo rất là chắc chắn. Đấy, các bác nhé. Đấy, để trên này là các bác có thể lắp quả chuông. Đấy, chuông thì chuông chó, chuông nhỏ nhỏ thôi anh em nhé. Đấy, nên là các bác có thể về lắp quả chuông thêm, hoặc các bác mua bên chuông bên em bán cho anh nhé. Đấy, tùy theo các bác anh em nhé. Đấy, đây là cái cầu tử này, lẫy này. Đấy, thì các bác gài vào đây anh em nhé. Đấy, gài vào đây. Đấy, hàng này thì siêu nhạy luôn anh em nhé. Đấy, đây cầu tử của nó là em thiết kế ngược lại một chút nên khi con cút nó vào lên đây là sập. Đấy, rất là nhạy luôn anh em nhé. Đấy, nên là các bác nào đang có nhu cầu về tham khảo về cái lục bẫy cút này thì alo trực tiếp bên em đặt hàng anh em nhé. Đấy, bên em là cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp nên là bán rất nhiều sản phẩm. Đấy, lục lồng, mẹt, thòng, cuốc giả hay bìm điệp giả hay là cút đều có hết không nhé. Đấy, tất cả các mẫu, nên là rất mong là các bác xem kỹ sản phẩm để đặt hàng. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết cô nhé. Xin chào tạm biệt các bác.